Konnichiwa, xin kính chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukado CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người thêm một cách nấu món chè. Mình cũng không biết là món chè này có từ khi nào, nhưng mình đã bị cuốn hút bởi cái nhìn đầu tiên. Bên ngoài được bao bọc bởi lớp bột bán, bên trong là nhân đậu xanh, vừa béo vừa bùi. Hoặc là cũng có thể thay thế bằng các loại nhân khác, ví dụ như là nhân dừa, nhân đậu, tùy theo yêu thích của mọi người ha. Để có được món chè bột bán thơm ngon hấp dẫn này, mình xin được chia sẻ với mọi người một cách làm khá là đơn giản. Trước khi bắt tay vào làm thì đừng quên đăng ký kênh, nhấn like hoặc share để tiện theo dõi nhiều clip hay hấp dẫn khác nữa. Bây giờ thì xin mời vào xem và cùng làm nha. Để làm món chè bột bán hôm nay, trước tiên mình sẽ làm phần nhân đậu xanh. Cho vào đây 200g đậu xanh đã cà vỏ. Cho nước vào rửa với nhiều nước cho thật sạch. Cho hết phần đậu xanh đã rửa sạch vào nồi. Đổ nước vào đây ngập lên mặt đậu xanh khoảng một lóng tay. Bắt lên bếp nấu với lửa trung bình lớn cho đậu xanh sôi lên. Thấy nổi bọt thì mình sẽ vớt bọt ra bỏ ha. Rồi mình cho tiếp vào đây khoảng 1/2 muỗng cà phê muối. Để nấu cho đậu xanh nhanh mềm thì mình sẽ đậy nắp lại. Đậy nắp lại nhớ là phải vặn lửa xuống ở mức nhỏ nhất nha. Nấu được 10 phút thì mình mở nắp ra và tán thử xem là cái đậu xanh của mình nó mềm chưa. Như vậy là mềm rồi nè. Cứ để lửa ở mức nhỏ nhất và cho vào đây khoảng 4 muỗng canh đường. Lượng đường mọi người có thể gia giảm tùy theo khẩu vị gia đình ha. Tiếp tục trộn đều lên cho đường tan ra. Cho nhân có mùi vị thơm hơn, mình sẽ cho vào đây vài giọt vani. Mình sử dụng vani dạng nước. Bây giờ mình thấy là nhân của mình hơi khô, cho nên mình sẽ thêm vào đây khoảng 100ml nước nữa. Tùy theo ý thích của mọi người mà cho nước vào nhiều hay ít ha. Tiếp tục trộn đều lên thì mình sẽ có được hỗn hợp như thế này. Để ở đây cho nó nguội rồi vo viên nha. Phần tiếp theo là vỏ bánh. Mình sử dụng cái bột bán như thế này. Đây là bịch bột bán của Thái, mình mua ở siêu thị Nhật có bán nè. Bịch này có 400g, mình làm khoảng 300g. Tùy theo ý thích của mọi người thích ăn dày hay mỏng nữa nha. Bắt chảo lên bếp cho vào đây khoảng 450ml nước. Nửa muỗng cà phê muối. 2 muỗng canh đường. Nếu thích ăn ngọt thì cho thêm, còn ở nhà mình thì không có thích ăn ngọt lắm. Quậy đều lên cho đến khi nào đường tan ra, nước sôi bùng lên. Nước sôi bùng như thế này là được rồi nè, mình cho hết bột bánh kem vào đây. Cho bột bánh kem vào, mình sẽ nhanh tay trộn cho đều lên. Bánh kem ở Việt Nam thì thường là mọi người ngâm nước cho nó nở ra rồi mới đem đi luộc. Nhưng mà bột bánh kem ở bên này phải đợi nước sôi lên mới cho vào nha. Mình trộn cho đến khi nào mà cái bột bánh kem của mình hút hết nước như vậy nè. Đó, nó hút hết nước rồi, mình tắt bếp nha. Để cho có cái màu đẹp hơn, mình sẽ cho vào đây một tí xíu nước màu nữa, nước màu lá dứa. Rồi tiếp tục trộn đều lên cho màu hòa tan ra. Mà không thích cái màu đậm thì không cho vào cũng được nha. Cái màu nó đều như thế này là ok rồi ha. Khi hỗn hợp của mình đang còn nóng, mình sẽ cho vào đây 25g bột gạo và 25g bột nếp. Nếu như mà mọi người có một trong hai loại bột này thì cũng có thể là mình làm một loại bột thôi cũng được nha. Nhưng mà mình thấy là pha hai loại bột vào nó làm cho cái bánh của mình nó mềm hơn. Để trong tủ lạnh qua ngày sau nó cũng vẫn mềm, không có bị cứng. Tiếp tục mình trộn đều lên cho đến khi nào mà không còn nhìn thấy bột khô nữa. Khi không còn nhìn thấy bột khô nữa, mình sẽ đậy nắp lại để ở đây. Nhân thì mình sẽ cân đều và vo tròn như thế này, mỗi viên khoảng từ 25 đến 30g. Vỏ thì mình cũng sẽ cân, mỗi viên khoảng từ 45 đến 50g. Và cũng tùy theo ý thích của mọi người, nếu thích ăn dày thì có thể làm nhiều hơn và thích ăn mỏng thì giảm bớt lại nha. Cái bột của mình bây giờ nó dẻo và nó có độ kết dính như thế này. Bánh này mình đã làm nhiều lần rồi và mỗi lần mình làm mỗi công thức khác nhau. Nhưng mà khi mình làm đến cái công thức này á, thì cái lượng bột bánh kem và cái lượng bột nếp, bột gạo á, nó rất là vừa. Không có bị nhão quá và không bị khô quá. Một lượng bột là 45g. Rồi mình cho nhân vào giữa gói lại. Bột bánh này thì rất là dễ gói luôn mọi người. Ở đây do là mình thích ăn cái vỏ bánh cho nên là mình làm nó dày như thế này. Còn nếu như mà mọi người không có thích ăn vỏ bánh nhiều thì mình làm ít lại ha.
Cái bột vỏ bánh nó mềm dẻo, rất là dễ gói luôn. Rồi mình bo tròn lại là xong. Đó, cứ như vậy mà mình gói cho hết nha. Đó, rất là đơn giản luôn. Cái dĩa mà mình để bánh bột bán lên á, mọi người nhớ phết một lớp dầu ăn để cho nó không có bị dính nha. Sau khi đã bọc lại xong hết rồi, mình sẽ cho vào nồi để hấp. Cái nồi hấp mình cũng sẽ lót một tấm giấy nến có đục lỗ như thế này để cho nó thoát nước và nó không có bị dính nồi. Có hai cách để làm chín bánh, thứ nhất là hấp và thứ hai là luộc. Nhưng mà mình thấy là cái hấp nó sẽ ngon hơn, nó không có bị bở, và cái luộc nó sẽ bị bở ra. Mình sẽ hấp trong vòng 20 đến 30 phút với lửa nhỏ. Mình hấp khi nào mà mình thấy cái viên bột bán của mình nó trong lại là được nha. Và cũng đừng có để bánh hấp lâu quá, vì là hấp lâu quá cái bánh nó cũng sẽ bị bở ra, không có ngon nữa nha. Cứ như vậy mà mình sẽ hấp cho hết cái số bánh này. Bước tiếp theo mình sẽ nấu nước cốt dừa. Ở đây mình có 400ml nước cốt dừa. Mình sử dụng cái lon nước cốt dừa của Thái này nè. Cho vào đây nửa muỗng hoặc 1/3 muỗng cà phê muối, 2-3 muỗng canh đường, tùy theo mọi người thích ngọt nhiều hay ngọt ít nha. Sẽ nấu nước cốt dừa với lửa nhỏ, khuấy cho đường tan ra. Mình thích ăn mùi lá dứa cho nên là mình cho vào đây một muỗng cà phê bột lá dứa. Nếu như mà mọi người có lá dứa tươi thì cho vào đây một ít ha, thì nó cũng sẽ thơm. Ở đây hôm nay mình không có lá dứa tươi cho nên là mình sẽ làm bằng cái bột lá dứa này. Là bịch bột lá nếp, lá dứa của mình sử dụng nè. Để cho phần nước cốt dừa của mình có độ sệt vừa phải, sẽ pha thêm vào đây một ít nước bột bắp hoặc là bột năng. Mình quậy đều lên cho hỗn hợp sôi lên rồi mình tắt bếp luôn nha. Ôi, như vậy là mình đã chuẩn bị xong rồi nè. Chan một ít nước cốt dừa lên đây. Mình rắc lên trên một ít mè rang hoặc là đậu phộng rang. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong món chè bột bán với cách làm cực kỳ đơn giản. Mình chúc cho cô chú bác anh chị em và các bạn làm đều được thành công. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy clip hay, hữu ích thì đừng quên cho mình một like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kyukado CP để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hay hơn, hữu ích hơn nữa nha. Nếu còn gì thắc mắc hay đóng góp ý kiến thì hãy để lại tin nhắn ở dưới phần comment. Mình sẽ trả lời nhanh nhất có thể. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Sai goma de mite kurete. Arigato gozaimasu. Mata ne. Lớp vỏ ngoài bột bán nó vừa dai, vừa mềm, vừa dẻo. Phần bên trong nhân đậu xanh thì vừa bùi, vừa béo. Chan thêm một ít nước cốt dừa thơm lừng mùi lá dứa. Thơm ngon ơi là ngon. Nhà mình hãy làm thử ngay khi có nguyên liệu nha.